Xin chào anh em nhé. Thì hôm nay em tiếp tục về một ít hàng này. Đa số lốt cần cầu hết nha anh em ơi. Thì anh em có nhu cầu mua hàng có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại hoặc Zalo 0975 456 854 nhé. Em sẽ ship hàng toàn quốc và anh em được nhận hàng và kiểm tra hàng trước khi thanh toán nhé. Thì mọi thắc mắc thì anh em có thể liên hệ, có thể để lại comment hoặc là liên hệ qua số điện thoại để em sẽ giải đáp cho. Rồi em đi xin phép đi vào mã đầu tiên này. Mã đầu tiên là một cái cần 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 Heiichi anh em. Heiichi cho anh em câu trên bè này. Câu trên bè nhá. Câu các loại cá như cần nâu có gì ạ. Cây này là 2 khúc 1,8 m. Ngọn tháp này, khoen bát Fuji nhé, khoen bát Fuji, cân này còn khá là ok đấy, nó không có chơi xước nhưng mà cũng không nhiều đâu, nó đục cũ ngày là đẹp lắm rồi. Cây này cân của hãng Mamiya này, Century Asekaze này, Semewaza Karai by Mamiya OP. Cân là của hãng của China xuất nhất nhá, mà cốt đây tem vàng này, tem xuất nhất này. Heiichi cái này độ cứng tương đương với khoảng 20 á, 15 20 á. Đọt của nó là đường kính đọt này. Đường kính đọt là 1 ly 2 nhá. Đường kính đọt 1 ly 2. Trọng lượng là 150 gram. 150 gram này, mã số 1 có giá là 580.000. Mã số 1 580.000 nhé. Cân carbon nha anh em. Này carbon này. Mã số 1 580.000. Cái cân nhập quá rẻ. Mã số 2 này. Số 2 là một cái cân NFT nhé. Kênh của hãng NFT này, thương hiệu nội địa của Nhật này. Hai khúc nhá, bát máy vặn này. Bát máy Fuji tem vàng nhá. Kênh nó hơi bẩn một chút thôi. Nào gửi em sẽ vệ sinh sạch sẽ cho anh em. Khoen là khoen Fuji phản quang nhá. Này, ngọn tháp màu vàng này. Ngọn này là ngọn đặc, ngọn thủy tinh đặc nhá. Họ tháp ở đây để tăng độ dẻo cho đọt cân này. Khoen là khoen Fuji phản quang và bắt máy vặn tem vàng. NFT thương hiệu nội địa của Nhật nha anh em. Thương hiệu nội địa của Nhật này, cân rất là đẹp. Chỗ này là nó bị dính keo nhá, chứ không phải là xước hay là tróc sơn nhiều nhá. Này khi nó gửi thì em sẽ vệ sinh là cạy ra là dính cái xốp cái gì ạ. Cái cây này thích hợp cho anh em câu bè này, câu cá hành, cá tráp, cá nâu có gì à. Đọt của nó là đường kính đọt là 1 ly 2 luôn. Độ cứng tương đương với khoảng 20 nhá. 20, trọng lượng của nó là 175 g. Mã số 2 này. Mã số 2 có giá 800.000. Mã số 2 800.000 nhé. Mã số 3 là một cây Heiichi tiếp cho nhầm câu bè này. Heiichi cho nhầm câu bè nhé. Cây này là độ dài là 2 mét. Đây, bắt máy Fuji này, cần có trời xước đấy. Đây thông số cân này dài 2 mét đây, còn thứ nhất thì thôi bỏ qua đi. Khoen là khoen Fuji này, ngọn này, ngọn có rất là nhiều khoen nhé. Đọt độ cứng này, độ cứng này tương đương khoảng 20 ấy. Anh em câu trên bè, câu cá hành, cá tráp, cá nâu gì à. Trọng lượng của nó là 155 g.
155 gram, đường kính đót là đường kính đót 1 ly 2 luôn, 155 gram. Cây này mã số 3 này, mã số 3 có giá là 650.000. Mã số 4 này, số 4 là cây kinh Hechi của hãng Ryobi, cũng là kinh Hechi luôn nhé anh em. Hechi anh em câu ở bè, bè nuôi là nuôi cá hoặc nuôi tôm hoặc câu trên thuyền nhé. Cây này thì cứng hơn một chút, cây này độ cứng tương đương khoảng 30 này. Đọt người ta làm đọt tháp, làm sơn giả trúc nhé. Đây, tổng thể cần này, cần dài 1m8, khoen bát là khoen bát Fuji, khoen bát Fuji nhé, chuôi làm bằng gỗ này, ở đây có chỗ tì tay vào rất là ok nhé. Anh em câu câu bè, câu cá hành, cá tráp, con đầu diên này. Đọt tháp là độ cứng từng cây này phải cứng tương đương khoảng 30, 25, 30 đó, cứng hơn những cây kia chút. Đường kính đọt của nó là đường kính đọt 1 ly rưỡi nhá, đường kính đọt 1 ly rưỡi này, trọng lượng là 150 gram, 150 gram này. Mã số 4, mã số 4 có giá là 750.000. Mã số 6 này, à mã số 5 này, mã số 5 là một cái cân hai khúc, cần hê chi tiếp nha anh em, hê chi hai khúc này. Cây này khoen lớn hơn chút, cây này của hãng Ryobi à, đúng rồi, hình như là của Ryobi á này, chất liệu carbon nhá, dài độ cứng 15, dài 2m1 này, hàng Korea xuất Nhật này. Chịu... khoen là khoen bắt máy là bắt máy Fuji này, khoen cũng là khoen Fuji luôn nhé, khoen Fuji này nhé. Ngọn là ngọn tháp này, màu cam này, cây này độ cứng khoảng tương đương khoảng 10-15 gì đấy. Cho anh em câu câu trên bè nhé, câu trên bè trên thuyền, cây này đọt 1 ly này, trên thuyền để câu cá nâu, cá hành, cá cáp, cá gì ạ. Đây, tổng thể cân đấy nhé anh em. Rồi cái này mã số 5 có giá là 630.000. Mã số 6 là một cái cân của hãng Alpha Taco, cũng là cần hê chi luôn nhé anh em. Anh em câu trên bè đấy, câu hành tráp nâu dìa này, tổng thể cần này, phối màu rất là đẹp nha anh em, cái phôi của nó cũng rất là chất lượng này, phôi này, phôi carbon xoắn xoắn chim nhé, dạng như phôi bông ấy. Phôi này rất là chất lượng nhé. Cây là cây nội địa Nhật này, của Alpha Taco nội địa Nhật này. Ở đây người ta quấn chỉ lại hai cái khoen này rồi nha anh em, về vẫn dùng ok nhé. Đây người ta làm lại hai cái khoen này, này. Còn ở trên đọt là như này đây. Đây người ta quấn chỉ đi keo hai cái khoen này rồi, anh em về cũng dùng bình thường thôi. Đây phía dưới này là khoen phản quang này. Cái phôi này rất là chất lượng nhé, vì nó là hàng nội địa Nhật mà, đầu bu là đầu bu xích này, của hãng Alpha Taco nội địa Nhật. Cây này độ cứng tương đương với khoảng 10 này,
Cho anh em một câu trên bè này, câu hành tráp nâu gì ạ? Trọng lượng là 125 g. Đường kính nọt là 1 ly nhé. Đường kính nọt 1 ly. Số 6. Mã số 6 có giá là 650.000. 650.000 này. Mã số 7 này. Mã số 7 là một cái cần của hãng Sakura nhé. Cây này làm giả trúc rất là đẹp này. Cần sa của hãng Sakura là thương hiệu nội địa của Nhật nhé. Thường là những cây cần Sakura thì người ta làm bằng thủ công hết, nên là nó rất là đắt tiền nha anh em. Ở bên Nhật ấy, người ta làm mấy cái cần thủ công, kể cả cần trúc hay cần tre vậy, nó rất là đắt tiền. Về Việt Nam người ta không hiểu được giá trị của nó nên là cứ nghĩ là nó rẻ thôi, nhưng mà mấy cái cần này nghệ nhân họ làm thì rất là tốn công, đắt đắt cái tiền công mà họ làm ấy chứ. Này, phôi rất là đẹp nhá, giả trúc này. Bắt máy là bắt máy Fuji nhé, Sakura này. Cái khoen của nó là làm bằng đá trắng nha anh em, khoen đá trắng này rất là lạ nhé. Cái khoen này khoen kiểu làm như cái khoen thủ công ấy. Thì cây này có trọng lượng là 135 g, 135 g cho anh em câu hành tráp nâu dìa này, câu hê chi á, trên bè một đọt 1 ly 2 anh em, đọt 1 ly 2 này. Cái này độ cứng tương đương với khoảng 10 này, độ cứng 10 15 nhá, anh em câu trên bè nhá. Mã số 7 có giá 800 nghìn này, mã số 7 800 nghìn. Số 8 này. Mã số 8 là một cái cần hai khúc của hãng Alphataco nhé. Cây này rất là đẹp này, mới lắm. Bắt máy vặn Fuji nhé. Cây này độ cứng 50, dài 1,8 m nhé. Cũng cho anh em câu bè hoặc là anh em ngồi câu trên bè, câu cá tra hoặc cái gì đó. Độ dài 1,8 m. Khoen là khoen Fuji xích này, nguyên dàn khoen Fuji xích nhé. Đầu bù chống xoắn này nhé. Cây cân này, cái cân đời mới này, khoen lá này, dàn khoen lá này, Fuji xích hết nhé. Cân rất là đẹp, cái độ mới khoảng 95% ấy. À, độ cứng 50 nhé. Cái này là carbon toàn thân luôn nhé, không phải ngọn tháp đâu này. Đây carbon đọt rất là cứng. Độ cứng 50, dài 1,8 m. Khoen Fuji xích. À để đo. Cái này đọt của nó là 2 ly rưỡi này. Đọt 2 ly rưỡi, trọng lượng là 230 g. Mã số 8. Mã số 8 có giá là 1 triệu 100 nghìn. Mã số 9 này. Mã số 9 là một cái cần cắm gốc nhé. Cần cắm gốc này. Cây này của hãng gì đây? Pro Marine nhé. Của hãng Pro Marine này. Cây này là hai carbon super swing nhé. Độ cứng là 50 120, chiều dài 1,8 m, cần cắm gốc nha anh em. Bắt máy Fuji này, khoen là khoen xích của hãng nhá. Khoen xích của hãng nha anh em. Cây này có trọng lượng là 290 g này. 290 g, đường kính đọt là 2 ly
2 ly 2 cho anh em cậu câu bạo lực ở trên bè này, trên thuyền này, câu bạo lực nhé, cần cắm gốc này. Mã số 9 mã số 9 có giá là 650.000 nhé. Quá rẻ ở một cây kinh nhật 650.000, tầm đó anh em mua được cần tàu mới thôi. Mã số 10 này, mã số 10 là một cái cần cũng là cần cắm gốc, nhưng cây này máy ngang nha anh em, máy ngang này. Đây là bát máy của Fuji nhé, bát máy Fuji này. Cây này cũng của hãng gì đây, cây này không rõ hãng nha anh em, nhưng mà cây này là cần Trung Quốc xuất nhất này. Chiều tải BE Max là số 8 nhé, độ cứng là 20-40 này, 20-40, cây này có vẻ cứng lắm. Chiều dài 1m8 nhé. Đây ghi là để dùng một câu bạch tuộc này. Khoen là khoen của hãng nhé anh em, khoen xích của hãng này. Cây này độ cứng chắc phải tương đương với tầm hơn 100 ấy, tầm 120. Cây này cần máy ngang nhé, cho anh em câu bạo lực ở trên bè này, cần cắm gốc, câu bạo lực nhé. Cây này được trọng lượng của nó là 245 gram, 245 gram, đường kính đọt là ba ly nhé, ba ly rất là cứng nhé. Mã số 10 có giá là 700.000. Này. Mã số 11 này, 11 là cái một cái cần hai khúc máy ngang nhé. Cần hai khúc máy ngang này. Có cái co ở đây là máy ngang anh em, cái gì? Bát máy là bát máy Fuji này. Cây này là Super Star Caray này. Chiều dài là 1m65, độ cứng là 30-40 này. Khoen là khoen Fuji nhá. Khoen Fuji này. Độ cứng 30 nhá. Cây này cũng có thể lùa được nha anh em. Lùa thì cây này độ cứng tương đương với khoảng là MH đấy. 1m65 này. Khoen bát Fuji. Trọng lượng của nó là 135 gram, 135 gram nhé. Đường kính đọt là 1.5 ly. Cho anh em câu lua hoặc là câu trên bè nhé. Số 11 này, mã 11 có giá là 650.000. Mã 12 này, 12 là một cái cần sensor của hãng Tenri, thương hiệu nội địa Nhật này. Tổng thể cần đấy nha anh em này, hàng made in Japan này, đóng chữ đỏ đằng sau nhá. Design engineer của Tenri này. Bát máy là bát máy Fuji nhá, còn khoen là khoen Fuji 6 chân xám khói Fuji 6 nhá. Này cần 3 khúc dài 3m9, độ cứng 30 này. Độ cứng 30 là theo cần khúc nha anh em, chứ không phải là theo cần lục nhá. Đây là theo cần khúc này. Cây đọt khá là dẻo đấy. Đọt này. Đọt dẻo chứ không cứng luôn nhá. Cho anh em câu cảm giác hoặc là ngâm cá vước hay là gì đó, ngâm tôm sống ở cửa biển, hoặc là câu chép, câu chép, câu trắm, câu trôi ấy.
hoặc là câu cá hành, các loại cá ngâm ngâm tôm sống ở cửa biển này. Xìa sen so mà cần chuyên rau biển. Ở đây thì cái keo của nó này, keo của chân của nó bị nứt nhá, nó hơi bị nứt này, nhưng mà khoen nó không bị xộc xệch rồi nha anh em, khoen nó vẫn bình thường nhá, về cấu bình thường. Khoen nó, lâu ngày cái keo này nó bị nứt nứt rồi, keo phủ bóng ở cái chỗ đoạn chỉ giữ khoen này, toàn bộ là khoen Fuji xích nhá, có mấy chục cái khoen này. Mấy chục cái khoen xích này. Cây này trọng lượng của nó là 400 gram nhé, 400 gram, đường kính đót là 2 ly, đường kính đót là 2 ly 3 này, chất liệu carbon nhé, đường kính đót 2 ly 3, trọng lượng 400 gram, hàng made in Japan nhé, cần của hãng Tenri. Anh em nào chơi cân lâu biết Tenri, thương hiệu nội địa Nhật. Đây là mã số mấy rồi? Mã số 12. Mã 12 này có giá là 1 triệu mốt. 1 triệu mốt một cây cân nội địa Nhật nhé. Khoen Fuji xích trên sắt khói. Độ cứng 30, dài 39. Mã 12 này. Mã 12 là một cái cân dây trong nhá. 3 khúc này. Cân dây trong 3 khúc. Cây này của hãng gì đây? Ồ, không rõ hãng gì luôn. Đây. Anh em nhìn cân nhé, bắt máy Fuji, bắt máy vặn Fuji nhé, độ cứng 30, độ cứng 50, dài 3 mét này, độ cứng 50, dài 3 mét, có 3 khúc nhé, cho anh em câu lăng xê hoặc là anh em về lên khoen để đánh ghênh nhé, cây này đánh ghênh khá là ok này, câu ghênh biển này. Hoặc là đều vậy câu thôi, câu có tắm trôi chép thì câu được, xỏ dây ra vô máy là mình cứ câu bình thường, cân bình thường rồi nhá. Mã bao nhiêu rồi? Mã 13. 13. Mã 13 này. 13 có giá là 650.000. 650.000 nha anh em. Một cái cần 3 khúc chơi trong này. Độ cứng 50, dài 3 mét nhé, cho anh em câu được nhiều thể loại này, thể câu chấm chép trôi hoặc là lên khoen hoặc để vậy câu ghênh cũng được nhé, câu ghênh cũng ok hết nhé. Trọng lượng là 295 gram, đường kính đót là 2 ly rưỡi nhé, 650.000 này, mã số 13. Mười bốn này, 14 là một cái cân của hãng NFT nhá, đây NFT này, NFT nhá anh em, NFT này thương hiệu nội địa của Nhật nhá, cây này là cây Power Loop này, chất liệu carbon Power Loop nhá, đây carbon xoắn của nó này, Power Loop là xoắn kiểu đấy. Cây này cây Mitty, độ cứng 50, dài 3,3 m này, cũng cho anh em câu đa thể loại hoặc là về lên khoen nhé, câu chép chấm trôi hoặc về lên khoen này. Trọng lượng của nó này, cây này chắc cũng khá là nhẹ, bao một lúc mà 265 g, 265 g này, đường kính đót này, đường kính đót là 3 ly nhá. Cân dây trong nhé anh em. Dây đi trong lòng ống này. Mã số 14, 14 có giá là 750.000.
14 750.000. 15 này. 15 là một cái cân hai khúc, cũng là cân dây trong luôn nha anh em. Này. Bắt máy là bắt máy HPS 20 này. Không biết là bắt máy là bắt máy gì của hãng Suzumi nhá. Suzumi Erking này, độ cứng 30, dài 2m1 này. Suzumi của Hàn Quốc xuất nhập đấy. Kênh là kênh dây trong nha anh em. Cho anh em về câu lăng xê hoặc là lên khoen để câu câu ấy này. Lên khoen để câu nhé. Cái này có trọng lượng là 220g. Đường kính nót là 1.8 lít. Cho anh em câu bè hoặc là câu lăng xê này. Cần dây trong nhé anh em, quen dây đi trong lòng ống. Anh em về lên khoen hoặc là để vậy câu cũng được. Mã số 15, 15 có giá là 500.000. Chất liệu carbon nhé, 15 500.000 này. mười sáu là một cái cần dây trong tiếp, cần carbon nhá, bon dây trong 3 khúc này, bắt máy vặn Fuji này, cây này là độ cứng 30, dài 3m3 này, cho anh em câu tắm chép trôi hoặc lên khoen nhá. Lên khoen để đánh gánh biển này. Cái này lên khoen để đánh gánh biển khá là ok đó. Trọng lượng là 270g. 270g, đường kính đót này. Đường kính đót là 2.5 ly. Mã số bao nhiêu rồi? Mã số 16. 16 có giá là 650.000 nhé. 650.000. 17 này. 17 là một cái cần 2 khúc này, 2 khúc của hãng Suzumi nhé. Cũng là cần dây trong luôn nhé nha anh em. Hàn Quốc xuất nhất này. Bắt máy vặn Fuji này. Cây Marine Way này, độ cứng 20, dài 2m4 của hãng Suzumi nhé. Cây này cần dây trong nhé anh em, dây trong này cho anh em câu lăng xê hoặc là câu câu gành, câu trên bè hoặc là lên khoen để đánh gành này, hoặc để về câu cũng được nhé, tùy anh em ơi. Độ cứng 20, dài 2m4, đọt khá dẻo, có thể vẩy mồi lùa này. Mã số 17 này do cân trọng lượng này. Trọng lượng là 195g. Ngọn là 2.5 ly. Ngọn 2.5 ly nhé. Mã số 17 có giá là 600.000. 17 600.000. 18 này. 18 là một cái cân 2 khúc của hãng Shimano. Shimano này, hai khúc dây trong tiếp nhé. Bắt máy vặn Fuji này. Cây này là hàng Indonesia xuất nhất này. Cây Cesarwing độ cứng 50, dài 2m4 nhé. Khoen cân dây trong này, cân hai khúc dây trong, độ cứng 50, dài 2m4. Cho anh em câu lăng xê này, lăng xê hoặc là câu ở gần biển. Trọng lượng là 230g. 230g, đường kính đót là 3 ly. Cây này có giá là 650.000 này. Cân của hãng Shimano nhé, hàng Indo xuất nhất này. 650.000, mã số 17. Ở đâu? 18, mã số 18, 650.000. Mã số 19 này. 19 là một cây cần 2 khúc nhé.
cái cân hai khúc của hãng Alpha Taco này, cái này chắc là hàng Korea xuất nhất rồi, đúng rồi, hàng Korea xuất nhất nhé. Cân này khá là mới này, cái bát máy người ta chưa bóc ni lông nha anh em. Cái đúng rồi, cái mút ở bát máy ấy. Đây, bát phận Fuji tem vàng nhé, khoen là khoen Fuji Six này. Ở cái mấy cái khoen của nó thì cái keo nó hơi bị nứt rồi đó, có lẽ để lâu ngày keo nó bị thoái hóa hay sao á, thì khoen nó vẫn chắc thôi, khoen nó vẫn chắc chắn này, không bị lung lay gì hết nha anh em. Bị nứt keo này nhìn hơi xấu, anh em về tự sửa lại cũng được hoặc là đưa ra thợ sửa đấy. Cây này độ cứng xem nào, độ cứng 50, dài 1m9 này, khoen là khoen Fuji Six ấy, đọt đầu bù trong xoắn này, khoen Fuji Six. Nguyên nhân khoen thì keo nó hơi bị nứt nứt tí thôi, nói chung là chất lượng thì vẫn ok. Anh em về cổ trên bè này, cổ bè hoặc là cổ, cây này cổ bè bạo lực ok đó, hàng của Korea xuất nhất nhá. Trọng lượng là 200g này, trọng lượng 200g. Đường kính đót, đường kính đót 1.8, mã số 19 này, mã số 19 có giá là 1 triệu nhé. Mã 20 này, 20 là một cái cân của hãng Tenri tiếp, cây nội địa nhất nhé, dài 2m1. Bắt máy vặn Fuji tem vàng này, khoen là khoen Fuji Six nhé. Cây này độ cứng 30, dài 2m1 này, cho anh em câu trên bè hoặc là câu câu lăng xê nhé. Khoen Fuji Six này, chân xám khói nhé, Fuji Six, toàn bộ là Fuji Six hết. Độ cứng khoảng 30, anh em vút lăng xê được này, câu lăng xê xong là được này, hoặc là câu bè nhé. Cần thì cũng có tay trước ấy, ngô cũ không thể tránh được rồi. Quan trọng là chất liệu phôi cân nó không bị ảnh hưởng gì hết. Cây này trọng lượng 285g, 285g nhé. Đường kính đót là 2.5 ly, đầu bù là bù Fuji Six nhé, Fuji Six tràn luôn nhé. Da dây ok này. Mã số 20, 20 có giá là 1.2 triệu này. Hàng made in Japan nha anh em, made in Japan này. Để lại gần nó không rõ ta, made in Japan nhé, 1.200.000, mã số 20. Mã 21 này, mã 21 là một cái cân 3 khúc. Ở đây này là bằng gỗ này, cán bằng dương gỗ, còn đỡ ở đây là cán bằng ấy nhá, cán này cán bằng bằng bần đấy. Bát máy vặn Fuji tem vàng này, khoen là khoen Fuji Six, chân xám khói nhá, cân rất là đẹp. Cây này là cây Kazonac, hàng của Olympic nội địa nhất nhá. Độ cứng 50, dài 36 này, độ cứng 50, dài 36. Anh em có thể câu cá tra, anh em câu cá tra hoặc cầu lăng xê, hồ đập, hồ đập đều được nhá. Đọt nó khá cứng, độ cứng 50 mà, anh em vuốt lăng xê hoặc vuốt bấm me được này. Khoen là khoen Fuji Six hết. Cái này trọng lượng của nó là, trọng lượng là 525g, 525g nhé. Đường kính đót này, đường kính đót là 3.8, độ cứng 50, dài 36 này. Đường kính đót 3.8, đầu bù xích môi trề nhé, tràn luôn đấy. Thì nhầm câu lăng xê hồ đập hoặc là câu cá tra này, độ cứng 50, dài 36 nhé, hàng của Olympic. Cây này mã số mấy?
số 21. Mã 21 có giá 1,5 triệu này. Mã 21 1,5 triệu. Mã 22 này. Hai là một cái cân hai khúc. Cây này thì nó hơi cũ chút, mơ hết thông số rồi. Cân hai khúc cho anh em câu câu bè hoặc câu lăng xê nhé. Bắt máy vặn Fuji này, khoen là khoen Fuji phản quang nhé. Cây này khá là cũ ấy, không được mới lắm đâu. Thì anh em câu vẫn ok hết, vì phôi cân Nhật nó rất là tốt, nhưng phải như phôi cân tàu cũ nó bị giòn đâu. Phôi cân Nhật thì nó dẻo dai hơn. Trọng lượng của nó là 280 g. Đường kính đót là 2 ly 2. Cho em câu lăng xê hoặc là câu bè này. Cây này chiều dài là 2m1. 2m1 nhé. Độ cứng thì tương đương với khoảng 50. 50 dài 2m1 này. Mã số 22 có giá 750. 750.000. 23 này. 23 là một cái cần của hãng Daiwa nhé. Cây này mới hoàn toàn rồi nha anh em. Cái tem bọc ni lông của cái khoen thì người ta chưa tháo ra này, mới tinh luôn, chưa xuống nước luôn nhé. Daiwa hun được gốc lốc này, chất liệu carbon xoắn X hai da này. Bắt máy vặn Fuji này, cho cân này cân biển đấy. Độ cứng 120, dài 2m1 này. Khoen là khoen Fuji này, khoen Fuji dạng bạo lực nhé. Cho anh em câu biển này, cân đang mới tinh luôn, mới tâm trọng mới 100%, vì nó chưa bóc cái này mà chưa bóc cái lớp ni lông ở đây nhá. Cây này hàng của Đài Loan nhất này, độ cứng 120, dài 2m1 này. Cho anh em câu máy điện hoặc là câu lăng xê bạo lực này, câu biển nhá. Mã số 23 có giá là 23, có giá 1,8 triệu. 1,8 triệu nhé. 24 này. 24 là một cái Daiwa Kenzaki. Cây Daiwa Kenzaki này, độ cứng 80, dài 2m1 này. Cây này thì ở bên Nhật ấy, hình như người ta cắt bớt gốc hay sao ấy. Em cũng không rõ hay là như nào. Cái này người ta tiện rồi này, khoảng cách từ gốc xuống còn 20 cm, không biết nó cắt gốc hay sao mà cái khúc dưới nó ngắn hơn khúc đọt một tí, không biết là cắt với để làm mục đích gì nữa. Bắt máy vặn Fuji tem vàng ở đây là da nhé, nên là quấn da để ba cầm bám tay nhé. Đây qua Kenzaki, độ cứng 80, dài 2m1. Khoen là khoen Fuji phản quang này. Cho anh em câu lăng xê sông hồ hoặc là câu bè này, câu trên bè nhé. Trọng lượng của nó là 355 g. Đường kính đót này, đường kính đót là 3,5 ly. Đường kính đót 3,5 ly nhé. Mã số bao nhiêu rồi? Mã số 24. 24 có giá 1,5 triệu. 24 Daiwa Kenzaki 1,5 triệu. 25 này. 25 là một cái cân Mandai của hãng Suzumi. Mandai này độ cứng M, dài 3m35. Cân cây này nhẹ nhỉ. Bắt máy vặn Fuji này, 3m35 nhá. Cây này độ cứng tương đương khoảng 30 thôi.
M chắc tương đương khoảng 30. Rồi cây này là độ cứng khoảng 30 nhé. 30 dài 3m3 này. À 3m35 cho anh em cô chép. Hoặc là cô hành, cô ngâm tôm sống, cô để cô hành hoặc cô vượt nhé. Cây này trọng lượng 295g. Khoen là khoen Fuji. Bắt máy Fuji. Đọt của nó là 2,5 ly này. Cần rất là đẹp nhé. Cây này còn rất là đẹp này. Mà đài không biết là cầu mực hay cầu gì ạ. Em về có thể cầu cầu cá vược, ngâm tôm sống, hành vược rồi hồng rồi ấy, hoặc là cầu chép cắm trôi nhé. Mã số 25 này, 25 có giá là 1,1 triệu. 25 1,1 triệu này. 26. 26 là một cái cần sấp nhé. Cần sấp cho nhầm câu lục này. Cây là cần của hãng Ryobi, hàng của Korea xuất nhất này. Made in Korea này. Cây này cọc bò Master SS. Độ cứng 30, dài 4,2 m này. Cho nhầm câu lục nhá. Hàng của Korea xuất nhất. Bắt máy kẹp tem vàng này. Khoen là khoen Fuji nhá. Đây khoen Fuji này. Đọt khá là cứng đấy. Khá là cứng còn đẩy. Cho anh em câu lục này. Trọng lượng là 355g. Đường kính đọt là 3 ly nhá. Đường kính đọt 3 ly này. Độ cứng 30, dài 4,2 m. Cho anh em câu lục nhá. Khoen bát Fuji này. Cây này mã số 26. 26 có giá là 1,5 triệu. 27. 27 là một cái cây cân lùa nhá. Lùa cho anh em câu cá vước này. Ở đây nó ghi này. Siêu siêu bát nhá. Siêu bát là cá cá vước ở ngoài biển đấy, chuyên câu biển nhá. Chiều dài là 2,7 m. Độ cứng là L. Chiều dài 2,7 m, line là từ 6 đến 14 lb. Lùa là từ 5 đến 25g nhé. 5 đến 25g này. Sand Wetter Game Rule này nhé. Cần câu dành cho nước mặt này. Bắt máy Fuji mạ vàng nhưng mà nó lâu ngày nó cũng hơi bay bay màu rồi. Cây này có trời xước nha em. Cần có trời xước này. Phôi cũng khá là ok. Cần có 3 lóng nhé. Cái này có định vị lóng luôn này. Có định vị lóng này. Ê, định vị lóng nha. Mà nói với anh em là cái khoen, ba cái khoen ở trên này người ta thay bằng cái khoen khác rồi, khác loại với hai cái khoen dưới. Nhưng mà độ dài thì vẫn đủ thôi, khoảng cách khoen vẫn ok. Cho anh em câu ấy nhá. Câu cá vược này. Khoen nó thay bằng khoen Fuji nó không vậy cả thôi. Cho anh em câu lùa hoặc là câu cá vược này. Chiều dài là 2,7 m nhá. Hàng của Korea xuất nhất, hàng của Olympic. Olympic này. Mamiya là hàng thương hiệu của Olympic, made in Korea này. Cái này mã số 27, 27 có giá 800.000. 27 800.000. Thông số lùa em đọc rồi nhá. 28 này. 28 là một cái cần của hãng Ten Ocean. Ocean có nghĩa là biển này. Cái này là bắt máy vặn Fuji này. Cần này rất là đẹp này. Ở dưới này khoen là khoen này, khoen cố định. Hàng của Made in Korea này. Này, cũng chuyên dòng xe bát nhé. Cần cầu nước mặn này. Line từ 8 đến 20 lb, lùa từ 0 đến 30g này. Made in Korea nhé. Chuyên xe bát Star này, GX90T nhé. Độ dài 2,7 m. 2,7 m nhé. Lùa từ 0 đến 30g, tải dây từ 8 đến 20 lb. Khoen này. Khoen ở dưới này là khoen cố định, toàn bộ là khoen Fuji hết nhá. Này. Ở đây người cái này hình như người ta chế thêm độ thêm một cái khoen này để cho nó
nó chịu lực ở đây sao rồi. Nha, cho anh em câu cá vước nhé, câu cá vước ok này, khoen cân nguyên bản hết, toàn bộ nguyên bản khoen Fuji hết nhé, nguyên bản. Cây này mã số 28 có giá là 950.000, cần rất là đẹp nhé, 28 950.000, 29 này, 29 là một cây cần lùa dài 2m7 của hãng Majorcraft nhé. Cây này là Majorcraft Cross Crotage này, chiều dài là 2m7, lùa từ 5 đến 28g, tải dây từ dây PE 0.6 đến 1.5 của hãng Majorcraft nhé. Khoen này, khoen xếp ngược này, khoen Fuji xếp ngược nhé, khoen là khoen 16 để 316, khoen là khoen xích chân xám khói, khoen xích nhé. Cây này còn rất là đẹp, hình như cây này mới nó đâu khoảng 4,6 triệu hay 4,8 triệu gì đó. Này cho anh em câu câu cá vước này, lùa từ 5 đến 28g hoặc là câu môi giả, câu cá lóc cũng được nhé. Cây này độ cứng tương đương khoảng ML. Mã số 29 có giá là 2,2 triệu nhé. Trọng lượng nào? Đo trọng lượng này. Nãy đo mấy cái trọng lượng cây kia. 150g nhé anh em. Nhẹ này. Cho anh em câu cá vước hoặc là cá lóc nhé. Khoen xích chân thăm khói. Cây này hoàn thiện rất là đẹp. 2,2 triệu nhé, mã 29. Thì vừa rồi em có giới thiệu sơ qua với anh em 29 mã cân. Thì anh em có nhu cầu mua hàng thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại hoặc Zalo 0975456854 nhé. Bên em sẽ ship hàng toàn quốc, anh em được nhận hàng kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Và em nói thêm một điều là giá em báo ở trên video là giá chưa bao gồm phí ship đâu nhé. Thì phí ship thì tùy theo đơn hàng xa hoặc gần thì rơi vào tầm 40 đến 60-70 nghìn đấy, tùy đơn, tùy giá trị của cây cân nữa. Yeah. Nhưng mà trung bình nó rơi vào tầm 40.000, khoảng trung bình như vậy. Thì vì đây không có cây nào có giá cả, giá tiền nó cao là cao lắm. Thì anh em cứ nhận hàng kiểm tra hàng trước khi thanh toán thôi. Cần ok mình nhận, không ok thì gửi về. Mà nếu mà có thể gửi tiền ship cho em thì em cảm ơn nhé. Rồi. Xin em xin kết thúc video tại đây. Xin chào anh em và chúc anh em sức khỏe nhé.